sớm đưa nhà đi học là trường mua cà phê cho chị. Thôi à, còn có Thành á, đi mua Thành á, tự khui ra đi. Vui không, mừng không, mừng không? Không hả? Buồn luôn, buồn luôn, buồn luôn, buồn luôn. Nè tự tháo ra đi, bữa con nó còn thích đôi dép đó nha. Tháo ra đi, tháo ra đi, tháo ra được không? Không được hả? Định kỳ cho tháo, định kỳ cho tháo. Nè 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 nè, là đó nè, là đó rồi đó, rồi đó, mở đi. Ê, cái gì đó. Tháo ra, tháo ra, tháo ra. Lấy ra. Ê. Wow, đi giết đẹp không? Ủa lộn dép rồi, đâu có mua dép con gái đâu trời. Mình cúi ra đi, mình xé ra đi. Thấy được không? Ai bày dế vậy? Mình chỉ ra. Đây. Cái này ra. Lấy bộ đồ ra, rồi lấy cái bịch này ra, rồi mở ra, mở ra phải thử đồ, Thành thử mặt dừa không? Nhận hàng là quay video lại gì chứ? Mua bộ đồ nè, đó đồ quá hình đó, đẹp chưa? Thích chưa? Mở ra, mở ra coi thử dừa không? Quá. Wow. Quá. Wow. Quá quá quá, đẹp không, đẹp không, đẹp không, đẹp không, đẹp không, đẹp không, đẹp quá. Nói đi, đẹp quá, đẹp quá, đẹp quá. À đứng lên thử coi, mèo nè, Mickey nè. Ồ, có nguyên một con Mickey luôn, đẹp quá. Đó, đẹp quá nè, đẹp quá. Ừ, đẹp quá, thấy không, thấy không? Hết là đi tắm mặt nha. Dạ, anh đi tắm mình mặc ha. Dạ. Mình mặc đồ mới ha. Dạ. À, đồ mới ha. Dạ. Ừ. Nghe có con Mickey cho Thành nữa nè. À. Đó, đó có chuột Mickey cho Thành nữa nè, đó mèo chuột nè, đó đó, thích chưa, thích chưa, thích chưa, rất mà ha. Cắn rồi chưa, cắn rồi chưa, đứt răng gãy răng chảy máu da rè đó. Mở ra. À, ôm chị Như lại, chị Như chờ đi nha, ôm chị Như lại, ôm chặt nha, chứ chị Như chờ đi, ôm lại chị Như chờ đi, ôm lại chị Như chờ đi một vòng nha. À, bye, đi mạnh giỏi nha. Ôm chặt vô cho đỡ té nè, ôm chị Như chặt lại cho đỡ té nè. Rồi chạy một vòng nha, rồi chạy một vòng nha. Ủa Trí ăn con chưa? Như hồi trưa định thử thách cho anh Hiếu, định bị thua anh Hiếu 100 ngàn. Thử thách anh Hiếu vậy, anh Hiếu ăn được cái NATO đó, như thua anh Hiếu 100 ngàn mất tiêu. Anh Hiếu ăn còn ngon lành nữa chứ, còn khen ngon nữa chứ. Như không, mình đi mua cái bồ tạc đó, như nó có bồ tạc vô á, như mình về mình thử thách, mình mua mấy cái vị khác nhau để thử thách anh Hiếu lấy lại 100 ngàn. Còn định bị thua mất 100 ngàn rồi. Hố, nghĩ sao đem cái bánh xe lên bàn thờ mẹ làm gì? Té đó, nó trời chịu vậy đó, trời vậy đó, nó té nha, hư xe luôn á, hư xe là không mua nữa cho đó.
đó đã chơi kêu cái bụp vậy ha. Bỡ xe đó nha, Trinh nói là bỡ xe đó, con chơi kêu đó là Trinh không có mua đồ chơi cho nó đâu nha, không được chơi vậy đó, thấy chưa, thấy chưa, chặn luôn, không chơi Thành nữa, nghỉ chơi Thành. Thôi đừng chơi Thành nữa, đừng nghỉ chơi. Thôi đừng nghỉ chơi với Thành đi, nghỉ chơi Thành đi, nghỉ chơi nó đi Hiếu. Ê bỡ gì vậy bác, nghỉ chơi nó đi Hiếu ơi, cái này cũng nghỉ chơi đi, nghỉ chơi đi Hiếu ơi. Không được hung dữ với anh, cha anh hung không được hung dữ, cha anh hung kỳ cục, cha Trinh hung không, tụt cặp mắt à, hung dữ à, hung dữ à, Trinh đánh nha. Trinh nói chị Như phạt nha, hết chùa, mép mẹ đi, mép mẹ đi, mẹ nói mẹ hiếu chồng, mép mẹ đi hiếu chồng, mép mẹ đi hiếu chồng, chọc con. Đánh tổ mặt lại đánh lại níu rồi, ghê không, hung dữ không, ủa mặt hung dữ không, miêu miêu ơi ba mì pin đi, chút nữa Trinh gắn sạc pin cho đầu lái này, Thành đem lại cái gì bánh lại cô, để lại cho cô đi chơi bờ nè, bưng lại này con lấy rồi con để lại chỗ đó nha. Em Hiếu đó, đưa cho anh Hiếu ăn, đưa cho anh Hiếu ăn, em Hiếu ơi, ăn bánh này. Mời anh Hiếu ăn bánh đi, mời anh Hiếu ăn bánh đi, anh mời anh Hiếu ăn bánh đi, ngon ngon ngon. Cho anh Hiếu ăn đi, cho anh Hiếu ăn, cho anh Hiếu ăn lại, đưa cho chị Như đi. Như đang ăn cơm. Bỏ bàn đi, bỏ bàn đi, bỏ bàn. Bye bye. Bye bye Hiếu nha, Hiếu nha. Dạ bye bye Hiếu đi. Rồi ra đóng cửa đi, ra đóng cửa, ra đóng cửa. Kéo thùng hàng vô, Thành kéo thùng hàng vô luôn. Cố lên, cố lên. Cố lên. Cố lên, mạnh lên, đẩy vô. Rồi, Thành sẽ làm được. Đúng rồi, Thành sẽ làm được. Cố lên, cố lên, cố lên, đẩy vô cho bình sữa. Đẩy lên, cố gắng đẩy lên cho bình sữa. Cố lên, cố lên. Có kêu ai phụ không? Có tăng ai phụ không? Đó, 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 được, thấy chưa? Nhà chỉ có một mình Thành là đàn ông trai rồi là, thấy không? Thành làm, Thành làm được hết á. Mệt quá, mệt quá. Trinh phụ à, Trinh phụ à. Thôi là, à đó Trinh phụ, Trinh phụ, Trinh phụ. Đó, đó, chị Như phụ kìa, chị Như phụ kìa, chị Như phụ kìa. Đó, chị Như phụ Thành đó. Đó, chị Như ra phụ đó. Đó, hai chị em phụ đó, đó. Rồi, đợi sát vô, đợi sát vô xe mẹ luôn. Đợi sát vô xe mẹ, đợi sát vô xe mẹ. Rồi, đợi sát vô xe mẹ luôn. Rồi, đợi sát vô xe mẹ. Rồi. Rồi, xong rồi, xong. Xong. Giỏi quá.